Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình thương mại và quà tặng cùng với Phạm Khanh. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp. Nếu quý vị muốn tham dự chương trình cùng với chúng tôi, xin chuẩn bị gọi vào đài ở số điện thoại là 714-893-3264. Trước khi để quý vị gọi vào thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị một cơ sở thương mại, một ngôi chợ có những cái chương trình bảo trợ cho chương trình Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi muốn nói đến chợ Rạng Đông tại thành phố Fern Valley. Thưa quý vị, chợ Rạng Đông tọa lạc ngay góc đường Busa và đường Warner thuộc thành phố Fern Valley. Đây là một cái ngôi chợ mới khai trương, khang trang, sạch sẽ, hàng hóa được xếp rất là ngăn nắp, gọn gàng, giúp quý vị có thể tiết kiệm thời gian khi mà mua sắm tại đây. Bây giờ là cái list hàng sale tuần này của chợ Rạng Đông. Thưa quý vị, tuần này thì những mặt hàng này được on sale đặc biệt. Đó là new thịt bò New York Steak 3 đồng 99 một pound, xương cốt lết 1 đồng 79 một pound, bò bắp 2 đồng 99 một pound, đuôi bò tươi 5 đồng 99 một pound, bột bánh kẹp Quốc Việt 6 đồng 89 một 6 đồng 89 mỗi cái, mỗi hộp, cốt Quốc Việt là 4 đồng 99 each, sữa đặc Vinamilk là 99 cent một hộp, súp gà hiệu OF là 99 cent một lon. Nước mắm Phú Quốc là 2 đồng 99, 2 đồng 99 nước mắm Phú Quốc một chai, giới hạn mỗi người chỉ 2 chai mà thôi. Bánh hỏi tươi Tây Đô thượng hạng 99 sen, bánh hỏi tươi Tây Đô thượng hạng 99 sen một vỉ. Sữa đậu nành, sữa đậu nành thứ vị là hiệu dâu là 99 sen một lon. Wow, danh sách hàng sale tuần này đặc biệt quá. Chả gì giới thiệu hàng sale là sao cho quý vị. Khi quý vị vào chợ đó thì thường thường là Phạm Khanh được các bà các cô đi chợ kinh nghiệm rỉ tai nhau rằng thì là vô chợ đầu tiên kiếm hàng sale trước, hoặc là coi sale có những món mà mình muốn mua hay chưa, hoặc là sau khi đi một vòng hàng sale hết rồi bây giờ bắt đầu mới đi tới những cái món bình thường mà mình dự định mà mình mua. Thì chợ nào cũng vậy hết, thì luôn luôn có những mặt hàng sale, đặc biệt là chợ Rạng Đông. Chợ này đó thì Phong thấy đặc biệt đó là mới khai trương, nhưng mà phải nói rằng là hoạt động cũng rất là nhanh chóng. Đồ ăn tươi, có nhiều mặt hàng lạ đặc biệt mà không có chợ khác không có. Quầy thịt tươi, rau củ quả trái cây nhìn vô là hấp dẫn, bắt mắt vô cùng, nhìn là thấy muốn mua rồi. Đặc biệt vừa rồi có cái sabo chê mà to như thế này, nó bị một cái như vậy là Phạm Khanh, một trái như vậy Phạm Khanh nghĩ chắc cũng cả 1 pound, 2 pound à, lớn lắm. Wow, sao chơi hấp dẫn vô cùng. Rồi thì là đặc biệt là cái quầy hàng mà gọi là hải sản đó, để mấy các bồn ngay đường đi chúng ta vậy nè, chúng ta vô lựa chọn thoải mái, không cần phải nhờ người này người kia làm giúp chúng ta bắt con này con kia, không có, chúng ta tự làm luôn cũng được. Quầy hải sản ngay trên đường đi, quầy cá thì rất là tươi ngon, nhiều loại cá tươi ngon rất là ngon. Xin mời quý vị đi chợ tại chợ Rạng Đông ngay góc đường Busa và đường Warner thuộc thành phố Fern Valley, là nhớ vào chợ. Không biết thì hỏi các anh em nhân viên danh sách hàng sale tuần này có cái gì, phải không ạ? Ai mà bận rộn quá không có thời gian đó thì không sao hết, tới cái quầy hàng gọi là Fresh Made ở đây thì các bà các cô trong đầu bếp trong chợ nấu sẵn rồi, mua về là ăn ngay. Có bữa có thịt kho trứng dưa giá hoặc là cải chua, trời nghe là thèm rồi. Cá nục kho, Phạm Anh ăn cá nục kho ở đây rồi. Wow, con cá nó kho, nó mềm mà không biết kho cách nào, hay lắm. Cái xương nó rụt luôn á, giống như là ăn không có cần mấy xương luôn á, xương nó rụt ra luôn, mềm mà cái vị rất là vừa ăn. Nói chung người đầu bếp kho khéo léo lắm. Rồi còn nhiều món khác nữa, tùy ngày tùy bữa, tới đó mình hỏi. Bò kho, mua thêm một bánh mì nữa, bỏ qua. Đó, quay Rest Made tại chợ Rạng Đông, góc đường Busa và đường Warner thuộc thành phố Fern Valley. Xin mời quý vị xem những cái chương trình quảng cáo cũng như là talk show, một cái chương trình mà chúng tôi vừa mới create ra, đó là chương trình cùng đi chợ. Cùng đi chợ, cùng đi chợ tất nhiên là lựa chọn những cái món ăn được phải nói là quý bà quý cô yêu thích, rồi những cái mặt hàng sale nữa. Chợ Rạng Đông một lần nữa nằm ngay góc đường Busa và đường Warner thuộc thành phố Fern Valley. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chuẩn bị gọi vào để cùng chia sẻ những cái hiệu quả của những loại thuốc dược thảo của công ty Princess Lifestyle mà quý vị đã từng sử dụng qua. Chúng tôi xin mời quý khán giả đầu tiên trên đường live. Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Hello. Dạ, chào cô. Xin cô cho biết quý danh của cô ở thành phố nào cô ạ? Garden Row. Garden Row, cô đã sử dụng những loại thuốc nào của công ty Princess Lifestyle rồi ạ? Dạ, chào cô. Tôi mua
thuốc xuyễn hay lắm. Thuốc xuyễn hả? Dạ. Cái tên thuốc là gì cô có nhớ không? Ông anh tôi mua thuốc xuyễn đó, ông uống đó. Dạ, nhưng mà cái tên thuốc là gì cô có còn nhớ không? Dạ. À, xin quý vị vui lòng gọi vào đó, khi gọi vào xin quý vị vui lòng đứng xa TV ra và bật âm thanh nhỏ xuống thì chúng tôi sẽ nghe vị rõ ràng hơn. Bây giờ cô cho biết tên và số điện thoại của cô đi ạ. Dạ, tên Thanh. Cô Thanh rồi. 837-5644. 837-5644, 714 đầu phải không cô? Dạ, phải. Rồi, Phạm Khanh sẽ gọi lại cho cô nha, cảm ơn cô. Chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Hello. Dạ, xin được. Cho biết quý danh và xin cho biết là cô ở thành phố nào ạ? À, dạ, Westminster. Cô tên gì ạ? Dạ, tên Xuân ạ. Tên Xuân, cô Xuân đã sử dụng loại thuốc nào của công ty Princess Lifestyle rồi cô Xuân? À, bà chị có mua cái gì, thuốc ngủ gì đó. Thuốc ngủ? Dạ. Dạ, thuốc ngủ tên gì cô ha? Tên gì không biết tên, ấy mà uống thì nó tốt. Uống là tốt phải không? Rồi còn thuốc nào nữa không cô? Ngủ được. Còn thuốc nào? Thuốc ngủ tay uống thì uống được. Dạ dạ. Cô cho biết số điện thoại của cô ạ. Dạ, số 7 thì 657. 657. 331. 331. 1680. 1680. Rồi, cảm ơn cô Xuân. Phòng Khanh sẽ liên lạc lại với cô Xuân nha. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đang tiếp tục mở đường line số điện thoại của Leader Sài Gòn TV. Xin mời quý vị gọi vào những khách hàng đã từng sử dụng những loại thuốc của công ty Princess Lifestyle rồi đó, thì xin mời quý vị gọi vào chia sẻ những cái hiệu quả của những loại thuốc đó và nhớ là cho chúng tôi biết luôn cái tên của loại thuốc mà quý vị đã sử dụng đó. Thì bây giờ thì rất tiếc là thời gian đã hết giờ rồi, thành thử ra là nếu quý vị nào muốn gọi đỡ thì xin ngày mai từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối mà có thể gọi cho Phạm Khanh, lúc đó Phạm Khanh sẽ hỏi và nếu mà quý vị trả lời đúng những cái câu hỏi mà chúng tôi đưa ra thì chúng tôi sẽ gửi tặng đến vị những lọ thuốc của công ty Princess Lifestyle. Một lần nữa số điện thoại của Phạm Khanh là 714-653-0605. Xin nhắc lại là số điện thoại của Phạm Khanh là 714-653-0605. Trong trường hợp mà quý vị không có ghi kịp số điện thoại đó, không tìm không ra, thì quý vị vào Google và search là Phạm Khanh Địa Ốc hoặc là Địa Ốc Phạm Khanh, thì quý vị sẽ thấy website và trong đó thì chắc chắn là sẽ có số điện thoại của chúng tôi hiện ra, 714-653-0605. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.